Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của bên em. Hôm nay bên em đã giới thiệu cho tất cả các bác cùng tất cả anh em về mấy con máy là Honda 100 sản xuất tại Trung Quốc, mà cái đời cao nhé, đời 2014-15, mà giá mức giá nó rất chưa hợp lý để tất cả anh em sử dụng về lắp cái anh em ăn luôn. Đấy mà hàng nó vẫn còn đẹp nhá. Anh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhá, cho kênh một like, đăng ký kênh thì sau này video nào hay thì bên anh em có thể xem được. Đấy, còn số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá, là hàng bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện, nhận hàng thanh toán lốt. Còn trước khi gửi thì anh em cọc trước 500. Mua hàng từng con này nó đều có mã cả nha các bác nhá, cùng anh em nhá, là có mã và giá tiền luôn. Thì anh em cảm thấy ok ưng được thì anh em có thể mua bên em nhá. Rồi, đầu tiên thì các bác có thể đi tham khảo con đầu tiên nhá. Đấy, con này là hàng Honda sản xuất tại Trung Quốc. Vì em cũng giới thiệu lại cho các bác là cái Honda này nó không phải tự dưng mà đóng được cái Trung Quốc đâu. Nó là hàng của Nhật Bản. Nhưng mà sản xuất như Việt Nam ấy, kiểu như Honda sản xuất tại Vĩnh Phúc nha các bác nhá. Đấy, nó lắp ráp. Đây là trên dòng con xe Way 100. Đấy, và con này là con đời cao, đời 2014-15 đấy. Nó không phải đời thấp đâu. Đây, cái lớp sơn nó còn rất là đẹp. Đây, có chữ Honda nha các bác nhá. Đấy. Đây, thì tất cả là hàng đều là máy zin, chưa qua sửa chữa. Đấy, là vách zin này, côn zin, điện zin. Đấy, còn củ đề cũng zin, nói chung là zin toàn bộ ấy, anh em nhé. Là hơi cũng là dòng Honda hết. Đấy, lên tất cả những cái mã của nó thì nó vẫn còn nguyên như này nhá. Thì là cái này là Honda Way 100 và anh em lắp lên trong dòng xe zin nhá. Dòng xe zin xe Way 100. Đấy, còn anh em là lắp Way Thái 100 ấy, anh em lắp lên con này là tuyệt vời luôn. Đấy, Way Thái 100. À, con này nó có ống hơi nhá các bác nhá. Đấy. Còn các bác nào có con có ống hơi thì đắt hơn một chút, mà không ống hơi nó rẻ hơn. Em bán 4 triệu 2 nhá. Thì trước giờ bên em lâu lắm mới về được lô này. Đây là máy toàn máy tuyển, máy đẹp thì bên em mới nhập về. Đây. Cái mã của nó là TQ1 nhá. Và giá con này là 4 triệu 200 nghìn đồng. Bao ship cho các bác luôn. Và cái đồ nó kèm theo có những cái gì là theo chế hòa khí này. Đây, cổ đúng cái cổ dòng, cái cổ anh em lắp xe tàu cũng được rồi. Đấy, 4 triệu máy đẹp luôn. Đấy, theo cần đạp cần số mang cá nha các bác nhá. Cần đạp cần số mang cá. Rồi, tiếp theo con thứ hai là con này. Đấy, con này nó cũng khá là đẹp này, khá là ok này. Đấy, là tất cả là hàng cũng zin đét này, đẹp cho các bác nhá. Đấy, máy zin đẹp ngon. Con này thì nó không có cái ống hơi đâu, sau về các bác bịt lại, hàn bịt lại nó không ảnh hưởng gì cả. Nó cái này. Thì đây con này thì nó chỉ hơi ra dầu ở cái chỗ cốt nhông này, nó có cái phớt cốt nhông ấy, thì nó hơi bẩn tí thôi. Đây còn tất cả là hàng zin nha anh em nhé, côn zin, điện zin. Đấy, đều là máy đạp nhẹ cái lỗ thôi. Đấy, là máy nó vẫn còn ngon, ngửa máy đấy. Đây, như ống hơi nó chưa ra dầu là chưa ra khói nha các bác nha. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm của bên em. Đấy là cái máy Honda nó vẫn sử dụng tốt, là chưa ra dầu ở cái cổ phốt này, hoặc là đôi khi máy nó còn khô đẹp như này thì máy nó sẽ chưa ra khói, mà côn zin, điện zin nó là rất chi là tốt rồi, nó rất chi là ngon. Đấy, rồi con này là con 4 triệu mốt nha các bác nha, và con mã là TQ2. Đấy, các bác mua các bác cứ trực tiếp mã là bên em sẽ nhặt cho các bác con đấy rồi, và nó theo cần đạp cần số và chế hòa khí zin của nó nhá, là chế hòa khí với lại cần đạp cần số xịn của nó. Đấy. Đấy, rồi mang cá nha các bác nha. Rồi, tiếp theo con thứ ba, con này là mã TQ3. Đấy, TQ3. Đây, con này thì nó tất cả nó zin hết, cái cánh kiếp là nó cả tản nhiệt nó cũng zin hết nhá. Cái dòng như thế này mà anh em ấy thì nó cũng không sản xuất rồi. Thì những cái con máy tuyển máy đẹp thì nó cũng như bên đội phá rỡ mình đây, nó cũng có hàng ăn cắt bằng trộm mà cũng có hàng ấy, nhưng mà nó xuất đi mình đây rồi thì nó cũng không cần nữa. Đây, cái số đóng số khung của SDH, cái này của Trung Quốc nha các bác nhá. Đấy, hàng của Trung Quốc. Đấy, sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà là dòng của Honda nha các bác nhé, không phải là 100% máy tàu đâu, nên là các bác lưu ý đấy. Rồi, đây con này là con TQ3 giá 3.900.000 đồng. Con này nó bị gãy cánh tản nhiệt một tí rồi. Đấy, con này thì em bán bác là không quan trọng, thì các bác cứ về các bác thay cái là xong, còn không để nguyên thì không ảnh hưởng gì cả. Đấy, là máy nó còn rất chê là đẹp nhá, côn zin, điện zin rất chê là ok. À, con này nó còn không có ống hơi cơ. Đấy, con này không có ống hơi nhá. Thì cái này nó vỡ đi một tí thôi. Đấy, còn tất cả máy là đều rất chi là ngon nhá, khô đét luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo con thứ tư sẽ là con TQ4.
giá của nó là 4,2 triệu. Con này thì nó đời cao hơn con kia một chút, chênh nhau một tí thôi, nhưng mà máy đây toàn máy đời cao đây. Đấy, là máy zin, côn zin, điện zin, và cái phần lốc máy này nó vẫn còn rất chi là đẹp nha các bác nha. Đấy, phần máy nó còn rất chi là đẹp. Đây, côn zin. Nói chung là được cái là về các bác lắp điện của mình nhá. Lắp điện cái là sang, nó ngon, và cái điện của nó sẽ không phải điện 2 quận mà là điện 6 quận. Điện cực sáng luôn. Đấy, nên là các bác lưu ý nhá, cái dòng này nó mua các rất chi là lợi thế là đèn sáng. Đấy, là có hệ thống xử lý khí thải này. Thứ ba là theo cần đạp cần số với chế hoặc khí zin. Mà máy nó còn đẹp cái này, đúng là lâu lắm em về được cái máy đẹp và bán giá hợp lý cho các bác nhá. Con này là TQ4 giá 4,2 triệu nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo con thứ 5. Toàn máy đẹp, hôm nay lên toàn siêu phẩm máy đẹp rồi. Đấy, tất cả là zin hết, nó đầu bò chưa rớt này. Còn những cái này có trước các bác lấy mấy con về giao ga ấy, nên là lỗ cái máy êm thì thầm luôn. Đấy, nhớt nhớt trong máy là vẫn còn nhá, nhớt nó vẫn đẹp nha các bác nhá. Đấy, nên là máy nó vẫn đang sử dụng ngon, chứ không phải là máy chết. Khi bỏ máy chết ra thì nó sẽ không còn nhớt, với lại dầu nó còn bẩn nha các bác nhá. Đây em còn chưa xoay trong này nữa. Đây, xoay. Cái này đâu đèn đâu. Đấy, nói chung là trong là nó vẫn còn sáng còn đẹp nha các bác nhá. Cái bộ côn này sáng đẹp luôn. Đấy. Nên là tất cả những cái con này sử dụng rất chi là ngon nha các bác nhá. Đấy, các bác nhu cầu mua thì có mã đây, con này 4 triệu nha. Con này là TQ5. Các bác này mua nhanh thì còn, vì tại nhiều bác nó cũng đặt trước thì em quên mất em không gọi lại đấy. Còn những cái dòng như này thì lắp máy 100 về anh em không thích, anh em thay cái lốc bên này này. Lốc mà bên côn, lốc bên dầu này. Anh em lắp vào sang cái là đẹp long lanh luôn. Hoặc là anh em sang máy nhá, dòng Way Zim Thái. Còn Zim Thái anh em lắp cái là sang xong luôn. Đấy, vách viếc nó ngon. Nhưng tất cả các bánh răng nó còn nguyên gọi là cái dâu nha các bác nhá. Nó gọi là lông lông, vì những cái con này đôi khi ở bên Trung Quốc họ đi trong thành phố họ đi rất là ít, nó không phải đi nhiều đâu. Đấy. Đấy, nói là các bác mua thì cứ đây, chế xịn của nó đây nhá. Đấy. Mọi tội là nó sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng còn ở Việt Nam thì không bao giờ có cái giá 4 triệu máy đẹp như này đâu các bác nhá. Rồi, em kết thúc video đây. Chào tất cả các bác nhá. Các bác mua hàng thì alo trực tiếp cho bên em nhá.